mà ghẹm cái đầu đưa vô em bà chứ. Ai á? Úp trò đây. Mình hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mèo Phạt của mình. Đây là hai thanh niên mình đã kêu lại chút xíu nó làm một clip cho con chó thú nha các bạn. Cho anh bá dục bá lên nướng luôn. Mày ngon lắm cây cây cây. Không có đâu, hôm nay sẵn tiện mình nướng thịt heo rừng các bạn, rồi ăn mừng 600 ca sinh của nó luôn nha. Hổng gà nó chưa có làm, hôm nay nó ở bên nhà nó chỉnh clip rồi mình qua đây để mà nướng thịt trước một chút xíu nữa. Nó qua mình cột nó vô gốc cây không cho nó ăn. Ok, chết luôn. Cảm ơn. Thôi cảm ơn này, để cho Tú cảm ơn đi. Ok, bây giờ tụi mình đang đốt than rồi lại ướp thịt nha các bạn. Đốt than rồi lại ướp thịt nha các bạn. Còn điên. Nói đi anh đi. Nói gì giờ? Ba tảng sườn heo rừng mà mình đã mua nè. Trời Phật ơi, nướng mà nó bay một cái nóng cháy quýu luôn nách luôn. Trời ơi. Hình như lông nách dài tới háng vậy mà. Chắc lông nách của con chó thắt bính được luôn. Quay vô mặt, bắn mặt gì nè. Mình đã mua ở đây là 3 bịch đồ. Giờ mình sẽ úp thịt thôi. Cắt ra cái nó gớt. Ướp bằng tay thì nó mới thấm, nó mới ngon á. Mình đã chuẩn bị hai cái bao tay bằng bọc. Mình coi cái này y chang là con mình. Gái. Trời đó, trời trời trời. Phải nhẹ tay, mạnh tay không ngon đâu. Bịch thứ ba, mình thấy bịch thứ hai nó không có đủ. Để bịch thứ ba vô ướp cho nó thấm nó ngon hơn. Cái này nó rất là vừa ăn luôn, nó không có mặn đâu. Rồi vậy. Bây giờ mình sẽ cào than ra. Than này không đủ, chắc qua bên nhà lấy thêm than quá. Chắc bây giờ sẽ đặt cái dĩ lên mà nướng. Siêu to khổng lồ. Đặt bên đây yếu xìu vậy. Đốt đúng nữa, nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ nó mới cháy phật lên các bạn ơi. Giờ này trời cũng sập tối rồi kìa. Em quay sao cho ánh sáng vô mặt chị vậy nè nha. Ok. Chị tới đâu thì em quay ánh sáng tới vậy nè nha. Dạ. À, tranh thủ thôi, cái đèn kia của mình bị hư rồi. Bây giờ mình sẽ cái đèn điện thoại nó không được sáng cho lắm. Nãy bây giờ sẽ để lên đây mình nướng. Ba cái sườn to luôn. Nhiễu mỡ xuống lửa với nó cháy phật lên cho các bạn xem. Một lát ở bên đây nó vàng thì sẽ chở ra bên kia. Lửa than ít quá các bạn ơi. Cái thịt của mình thì vẫn chưa chín. Nhìn ba tảng sườn to vãi chưởng. Ăn không có hết đâu. Sườn nó ngon giống em vậy. Em ngon chỗ nào đâu? Mỡ không? Trời đất ơi, ta tướng ngon lành vậy mà kêu mỡ. Thịt ngon hơn em nhiều. Nói nghe nè. Nói nghe nè. Giờ mình nướng thịt xong rồi mình giấu thịt đi. Chút xíu nó qua mình kiếm cái góc cột chó nó vô được không? Ừ, đừng cho nó ăn. Ăn như heo. Ăn như heo. Mình với Tiền sẽ lấy băng keo á, lấy cái cuộn băng keo rồi. Đây là cái cuộn băng keo. Cuộn băng keo này chó còn hơn dây nữa. Mình sẽ quấn nó vô góc cột, không cho nó ăn. Mình ăn hết xong rồi mình thả nó ra nha. Ok chưa? Trời đói chết luôn. Ừ đúng rồi. Mình sẽ ăn một mình. Em nữa mà sao một mình được? Hai mình lận. Hai mình. Ê hồi cả ba mình chắc chết. Bao giờ này lửa cháy mạnh rồi. Tự nhiên gió quá trời luôn, đừng có nhà những người quá. Chở khó quá. Trời 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 đất cơ. Hơi khét luôn rồi. Sợ nó mưa mà. Thơm quá các bạn ơi. Cái gì mà lá rơi lụp đột lụp đột. Thấy ghê vậy trời. Chỉ là gió thôi mà. Để đợi cái bị nó ấy, mình sẽ chở qua trở lại cho nó đều nha. Lửa than như này còn có xịu. Bé Tiền đang đâm muối ớt nha các bạn. Nó hôm nay chấp nhận đâm muối ớt nha. Rau chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi. Thanh niên giờ này mới qua đó hả? Tao làm xong hết trơn rồi mới qua. Quá sướng ha. Ê chị đâm muối ra đi trời ơi. Ngon nè, ngon nè. Wow, thơm quá ta. Ngon lắm á. Ai cho em ăn? Đi ra đi. Đi ra đi để tụi ăn ba miếng này mình nên. Không, mình ăn được, còn em đúng mình ăn cho nó nhìn miệng. Em bằng chính lép thôi chứ không bằng đi, em muốn qua đây làm tiếp rồi, đừng có nói. Qua đây làm tiếp rồi được tính đó. Cho ăn cho lấy cái này ha, tôi nhắc con chim. Lấy cái này tôi nhắc con chim. Rồi bắt chị không nướng hả? Rồi quên luôn rồi. À, cũng chỉnh lép. Sung sướng quá bà ơi. Trời ơi, tôi phải chỉnh lép từ lúc 4 giờ chiều cho tới bây giờ. Trời trời trời, chậm đầu tôi nè. Hơi nướng thịt mà tới đầu cổ trắng. Ờ đúng rồi. 20:15, 8:15 rồi. Cho anh ta đã đợi ngồi chỉnh lép. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi là xong hả trời? Xong hả trời? Trời 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 trời
Sắp chớp. Ghê quá. Ghê quá. Ghê. Năm hết luôn đi. Mà 600.000 người đăng ký rồi, bạn có câu hỏi gì muốn cảm ơn mọi người không? Cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Tú và luôn theo dõi Tú. Sắp tới đây mình sẽ ra nhiều video hay hơn cho môn tiền nhiều hơn. Mong là các bạn nhớ like để ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Like. Yeah. Ăn thử coi. Được không? Ừ. Dai dữ trời. Ồ, thịt heo gừng dai lắm á. Cắn rụng cái ra. Dạ, theo gần nó chạy như bay nhảy mà. Nhưng mình nó buồn ngủ, nó nằm ngủ hoài. Đúng rồi. Em cũng đi theo. Giống như em sao? Dì leo. Ok, bây giờ mình sẽ review sản phẩm mà chị Tiền với Ngọc Tiền đã làm nè các bạn ơi. Đây là sườn, một cọng sườn rất là to. Cọng sườn này là sườn heo mỏi trong gừng. Mỗi người là một cọng, có thai nữa mà. Thì ăn đi, từ từ tôi ăn. Gì trời ơi, chưa ăn mà. Thì ăn đi. Đưa tay đây. Không có tay sao mà ăn. Ơi. Đưa tay, ăn bằng chân đi. Em dịnh. Ơi. Em dịnh tay nó ra đây. Dịnh, dịnh đi nghe. Dịnh nè. Nè em lấy bánh kẹo quánh cái tay. Chị dịnh cho có được. Mạnh heo cũng sẽ làm tí mà kẹp cái đầu đi vô em mày. Quắn tay nó như là đây khó quắn rồi, lấy cái này. Đây để chị quắn cho. Trời Phật ơi. Đây cái quắn. Rồi. Trời á. Gấp trò đây. Cái mình trời ơi. Ủa. Mặt áo thật. Ngồi vậy. Ngồi đàng hoàng lại Thanh đi. Trời, chứ kỹ quá. Ngồi xuống. Ngồi đâu? Ngồi đi, ngồi ở giữa đó. Trời, má ơi, trời ơi. Gáo. Gáo chị. Gáo đâu? Gáo đâu? Cái mặt không được ăn nữa nè. Trời, nó lên. Đâu dính đâu? Sao đâu? Đây nè, cái lúc này trời. Phanh thôi, đi ăn đi. Trời á. Rồi. Chỉnh cái máy được coi. Trời, tự nhiên cho. Ai kia còn tâm không? Ngồi đây đi cho nó nhịn đói. Trời trời, ngồi đây đi trời trời. Chói cái chân qua lại luôn. Tin chói trời cho em heo không? Ngon. Bà mẹ, đừng cho nó mất. Chạy kỹ sao à? Lấy bằng kẹo đây. Chói cái cụm tay lại luôn. Chói dính hết cái người luôn, dính hết cái người luôn. Đúng rồi. Ờ, quanh cái người bà luôn. Quanh rồi. Cối mặt nè, cối mặt phê rồi, nè mọi người. Chói chân bà luôn đi. Đây để chị chói cho. Chạy quá lỡ. Quấn hết lỡ là ừ đúng rồi. Chị chói vậy. Trời, chói lại đó, đúng rồi. Chói lại đây. Đúng rồi, chị đang. Trời. Dán cái miệng mà Tú lại luôn. Đó không? Dạ. Trời. Vui lòng hả dạ? Vui không chị Tiền? Chứ em vui lắm luôn á. Sao vậy? Chị là người làm người mất mặt. Không. Ơi, ngại cao chứ chị. Ngại chứ kỳ. Ôi cái mặt nè đã bị chói còn láo nữa nè mọi người. Bị chói còn hung dữ nữa. Sức gà cỏ gì kìa, nó sức gà kìa chị Tiền. Cảm ơn mọi người, hôm nay sẽ ăn. Ăn, bỏ vô cái đây nè. Đây, dễ cho em. Đó. Ủa, mình ăn trước đi. Nó hơi nóng á mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ review miếng đầu tiên nha. Mời các bạn nha. Em ăn. Miếng ơi. Cái kiện miếng mà tùy. Ok chị. Ôi ăn ơi. Ăn. Thì chị. Đó hết trơn em đưa chị không ăn mà. Liếm rồi chị nha. Là bắt sống đi. Thôi nghiệp quá. Vô luôn. Mở bạn cuốn nữa nha, cho Tú nhìn đói.
Trời đất ơi, thịt heo mắc ngoài không ra. Kể lấy cái dao muốn chi. Trời. Cho em miếng. Từ từ để em đút vậy nè. Đút cho miếng cỏ chói cho coi. Không đó rồi sao? Ai kêu chiều giờ? Thế em muốn làm tiếp. Ai kêu em còn cho anh chị nữa không? Không mà. Không chị cũng tin. Điều. Em mới không có cho anh mà. Hồi đó cũng hứa không cho anh, cho chị hoài luôn chị tiền. Đúng rồi đó. Cho miếng cái trời nó bụng. Không. Trời ăn như là trâu bò trời. Trăng không có miếng mặt của đôi nó. Trắng nõn nè luôn á, đen như cục than gì. Nè có nằm tiền khi ăn nè. Sang chảnh lên. Hay mình à, lông cũng lông. Rồi chưa? Rồi. Rồi, rồi sao? Xin lỗi. Mà em có làm gì có lỗi đâu chị. Ôi ơi 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 ơi. Từ nữa. Như nấu. Ủa lộn. Như leo em đâu rồi. Đói lắm đúng chứ gì. Rồi ăn như con heo gì đó. Ủa thì ăn rồi hả trời. Nhất kiểu tay má ơi. Trời ơi mà làm như mà thèm thù tôi lắm vậy trời. Xíu quýnh ngang không có cãi đâu. Ở đây. Sao mà em khốn mấy gớm vậy. Mở vô tao. Ăn hết luôn đi. Trộn gì không phải trộn mà len trời cứ là ăn tiếp thì tốt. Video này các bạn ơi, mong là các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt các bạn. Bye bye.